quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Giao lộ thời gian. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng đọng cảm xúc cùng với sự hòa hợp hai giọng ca từ hai thế hệ nghệ sĩ khác nhau. Một người là ông hoàng của làng nhạc trữ tình, được giới mộ điệu và cả giới chuyên môn đặt một biệt danh thân thương là anh ba. Người còn lại là ca sĩ trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có một giọng ca đầy nội lực và là sứ giả của cảm xúc. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, cõi khói đốt đồng để ngắm ngùi chim nhờ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biểu cậu ngồi. Mẹ vô tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Một giọng hát sâu lắng, lay động lòng người đã làm nên tên tuổi ông hoàng của những bản nhạc trữ tình. Và một giọng ca trẻ được coi là sứ giả cảm xúc trong trái tim của hàng triệu người hâm mộ, với rất nhiều những cung bậc cảm xúc, rất nhiều những bất ngờ. Tất cả sẽ có trong Giao lộ thời gian với hai giọng hát đã và đang giành được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả trong và ngoài nước từ rất nhiều năm qua. Đón xem Giao lộ thời gian với tiếng hát của danh ca Ngọc Sơn và nam ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường, phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 2 năm 2023 trên FPT Play.